có mời anh chị em là trải nghiệm như thế nào đây? Câu trả lời của Pen. Cô gái sinh ra trong thế giới của gia đình có truyền thống đua ngựa. Mọi người trong nhà được dạy, kẻ mạnh sẽ sống sót, kẻ yếu thua kẻ mạnh thắng. 10 anh chị vô cùng ưu tú, khiến cho cô bé rất áp lực. Mỗi lần cho dù là ai gây ra lỗi, người chịu tội sẽ mãi là cô bé. Lần này, Pen cũng không thể nhịn được nữa. Cô cãi nhau một trận, sau đó liền rời khỏi nhà. Người cha nhanh chóng đuổi theo hỏi cô, muốn làm gì? Pen trả lời, I'm gonna dig up mom. Nửa năm trước mẹ của cô bé vì tai nạn mà mất đi, cả nhà này cứ thế mất đi nữ chủ nhân. Lúc còn nhỏ, mẹ luôn có cách dịu dàng khuyên nhủ người cha khó tính. Cho dù nhà nhiều trẻ con, trong nhà vẫn luôn hòa hợp với nhau. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều tuân theo những luật lệ của cha. Mỗi lần cô bé bị anh chị bắt nạt, đều chỉ nhận được một câu, em đáng đời. Người cha thở ra một hơi, muốn con gái ngồi bên cạnh mình. Ông là một huấn luyện viên nghiêm khắc và nổi tiếng ở Ý, cả đời đã nhận được vô số giải thưởng đua ngựa. Ông hỏi con gái vài câu, nhưng không thể ngờ được cô bé vậy mà đối đáp rất trôi chảy. Melbourne Cup 1965. My English. Jockey. Professor Roy Higgins. 1988. Đây là lần đầu tiên người cha chú ý thấy cô con gái không thuận mắt này. Cứ thế, cô nhận được cơ hội cưỡi ngựa. Đợi đến trước một buổi tối, cô gái hưng phấn đến không ngủ được, muốn chạy đến chuồng ngựa cùng ngủ cùng với ngựa. Nhìn thấy một màn như thế, người cha lộ ra nụ cười mãn nguyện. Từ hôm sau trở đi, cô bé bắt đầu giống như anh chị mình, lên ngựa nhận được sự huấn luyện của cha. Lúc đó cô mới phát hiện, người cha bình thường nghiêm khắc ở trên đường đua là huấn luyện viên giỏi nhất. Cô hiểu được tất cả kiến thức liên quan đến đua ngựa, biết được làm sao để điều khiển ngựa khéo nhất. Lúc đó, cô mới thật sự hiểu được vì sao người cha đem cả thế giới đua ngựa đều truyền dạy lại. Bên lúc đó, sự sợ hãi đối với người cha đã không còn nữa, bắt đầu tiếp nhận huấn luyện đua ngựa. Người cha thường xuyên cho cô xem anh chị thi đấu. Cô bé vui mừng vô cùng, nhưng trước lúc xuất phát, chân của người anh thứ 4 bị thương rồi. Cô bé lo lắng nhìn người anh, sự kích động của người cha lại khiến cô bé hít vào một hơi. Chỉ thấy người cha lấy ra lấy đôi ủng của anh trai, bắt đầu cắt ủng ra. Người anh trai lo lắng nói, con không thể cưỡi ngựa. Nhưng người cha lại đeo giày vào cho anh, lên đôi chân đang đỏ hồng của con trai. Người anh đau đến chảy mồ hôi, lại không dám kêu lên một tiếng. Cô bé nhìn thấy như được mở ra thứ gì đó. Đến đấu trường, cô bé lại có thêm được hiểu biết mới về người cha. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy trường đua ngựa, kích động không thôi, lấy ống nhòm nhìn chăm chăm trường đua. Nhưng người cha lại không nhìn lấy một cái, vậy mà có thể hiểu được những đối thủ kia, phán đoán rất chính xác tất cả vị trí của mỗi người. Cuối cùng chị cả giành được thứ nhất, anh ba đứng thứ hai, anh tư bị thương ở chân kia đứng cuối cùng. Người cha mãn ý nói, anh ba qua đoạn thời gian này có thể đi tham gia cuộc đấu lớn rồi. Cô bé kỳ lạ hỏi cha, người thứ nhất không phải chị cả sao? Người anh nhỏ nhất nhìn cô cười nhạo, cô nhìn cô nói, cô bé không thể hiểu được, rõ ràng người đứng thứ nhất là chị cả, vì sao nhận được biểu dương lại là anh trai? Giống như lúc nhỏ mỗi lần cùng anh trai đấu đá lẫn nhau, người bị mắng luôn là cô. Cho đến khắc này, cô mới hiểu rằng thì ra chỉ có đàn ông mới có thể tham gia cuộc đua cao nhất thế giới, Cup Melbourne. Cho nên trong gia đình có truyền thống về đua ngựa này, con trai vĩnh viễn có địa vị cao hơn con gái không thể tham gia giành cúp. Cho nên thiên phú có giỏi cũng chẳng có tác dụng gì, con trai có thể được chọn là quán quân trong tương lai. Cho nên con trai không cần làm việc nhà, làm sai việc gì cũng sẽ không bị mắng. Cô bé hiểu ra, lại không thể nào hiểu nổi, nếu như cô cùng các chị không thể trở thành tài đua ngựa xuất sắc, vậy thì tại sao lại không thể tham gia cuộc đua, không thể trở thành niềm tự hào của gia đình. 10 năm sau, cô bé lớn lên, giống như các chị của cô, vô cùng thông minh xinh đẹp, cũng giống với các chị, vô cùng yêu thích đua ngựa. Lúc lên trường, cô còn luôn tìm cách chạy đến nhà vệ sinh, một mình nấp ở nhà vệ sinh, trộm nhìn hiện trường chị mình đua ngựa. Không may là lần này bị giáo viên bắt được, cô giáo vô cùng tức giận. So they could sit on the back of a quadruped for $5 an hour. $6.75. That's it. You don't have to follow your sisters. Commit to your education. Make your own choice. Đưa ra lựa chọn của chính mình. Câu nói này chớp mắt đánh trúng cô. Cô quyết định, lựa chọn của cô là lập tức nghỉ học, luyện tập đua ngựa. Nghe thấy quyết định của cô, người cha không hề ngạc nhiên. Nhà của họ có truyền thống đua ngựa, giống như mỗi người đều sẽ đi trên con đường này. Người cha bắt đầu đưa theo cô, từng chút học cách đua ngựa, đường nào có đất cứng nhất, trong cuộc thi lúc nào là cơ hội tốt nhất. Người cha nói với cô, đối với đua ngựa mà nói, quan trọng nhất là nắm được cơ hội. Trong lịch sử của các quán quân giành được cúp, đều là vì chọn được đúng thời cơ mới có được quán quân. Cô rất chăm chú nghe những chỉ dạy của cha cô, bắt đầu cuộc đua đầu tiên của đời mình. Ngày đó rất nhanh đã đến, cô vô cùng kích động. Cô sớm đã lên yên ngựa làm nóng người, đợi đến khi tiếng còi vang lên, giống như mũi tên lao, xông về phía trước, dùng sức lực toàn thân chạy qua được vòng đầu tiên. Người cha không hề kinh ngạc khi nhìn thấy cô, nói với cô, con đều mắc phải sai lầm, giống với anh chị mình, thời cơ của con không có chính xác. Cô gái không cho là đúng, cuộc đua sau tiếp tục khổ luyện, rất nhanh cũng đến rồi. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn thi đấu, mỗi lần đều giành được vị trí đứng cuối. Lúc cô đạt được lần thứ 10, đạt được thành tích cuối bảng, người cha cuối cùng mất đi kiên nhẫn,
nói với cô, con khả năng không có thiên phú đua ngựa, quay trở về trường học đi, trở thành cô bé ngoan đi. Đua ngựa vốn không phải là trò chơi của con gái. Vẫn còn chưa đợi cô phản ứng lại, bà cô béo hàng xóm đưa đến một thông tin khiến người khác kinh ngạc. Chị cả của cô vừa kết thúc một trận đau ngựa, vô tình bị thương, còn thương rất nghiêm trọng, đã cấp cứu không thể cứu vãn được nữa. Cả nhà cô rơi vào cảm giác thương đau. Sau khi người chị mất, nguyện vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia cuộc đua giành cúp lại rời khỏi thế giới này, đi lên thiên đàng đến bên người mẹ. Mất đi con gái, người cha hình như chớp mắt già đi 10 tuổi. Ông vô luận thế nào cũng không đồng ý cho Pen lại lần nữa đua ngựa. Cô vô cùng tức giận, cùng cha cãi nhau một trận, cũng thu dọn rời khỏi nhà, chạy đến một nơi cạnh trường đua, ứng tuyển làm người huấn luyện đua ngựa. Người phụ trách đua ngựa nhìn cô là một cô gái, không thèm chớp mắt đã từ chối cô, chỉ nói cô mau chóng rời đi. Cô tức vô cùng, chạy đến trường đua ngựa giả làm nhân viên nói mình có thể làm được, sau đó bay lên lưng ngựa. Cả trường đua chỉ có mình cô đang cưỡi ngựa, mọi người ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Người phụ trách cảm thán, another pain, eh? Yeah. That tap ever gonna be turned off? Cứ thế, cô nhận được tư cách thi đấu. Mỗi ngày đều cùng những người con trai cùng tham gia cuộc thi. Mỗi lần luyện tập, cô nhất định là người đầu tiên đến nơi, là người cuối cùng rời đi. Cô biết, con gái muốn được trong thế giới của những người đàn ông, nhất định phải theo chân. Cô phải bỏ ra nỗ lực gấp 10 lần. Cuối cùng, cô lần đầu tiên nhận được cơ hội tham gia thi đấu của câu lạc bộ. Cô vui mừng vô cùng, cả nhà đều vì cô mà vui mừng. Lần này, biểu hiện của cô vô cùng xuất sắc. Cô phán đoán được đúng thời cơ, lần đầu tiên nắm được trọng điểm, lại vì dùng quá nhiều sức, đã ngã từ trên ngựa xuống, ngã xuống ngất không tỉnh lại. Cô bị ngã từ trên ngựa xuống, trọng thương ngất không tỉnh lại. Những anh chị lập tức từ ngoài chạy ra đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ nói với họ, cô bị chảy máu trong, tổn thương thùy trán của não phải. Trước lúc rơi vào hôn mê sâu, cô nằm trên giường bệnh, người cha lòng đau như cắt. Ông đeo chiếc vòng cổ của mẹ cô, đeo lên tay của con gái, cầu xin người vợ hãy bảo vệ lấy con gái, cho dù người cha vô cùng nghiêm khắc. Sau khi qua 2 ngày, cô thật sự đã tỉnh lại, nhưng cái giá phải trả, sức lực của tay cô bị thương nghiêm trọng. Anh chị đến cổ vũ cô, đưa cô trở về nhà, vì cô chuẩn bị một bữa tối vô cùng nồng nhiệt. Nhưng cô lại không thể vui vẻ được. Cô nói anh trai đưa cô đến trường đua ngựa, nhìn thấy bóng dáng của cô, con ngựa của cô chạy lại, liếm lên chân cô, nhìn thấy đường đua ngựa lớn trước mắt, trong ánh mắt cô đong đầy nước mắt. Cô cố gắng leo lên lưng ngựa. Khắc này, cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống lại có rất nhiều màu sắc. Cô hiểu ra, đua ngựa chính là cuộc sống của cô ấy. Chỉ có đua ngựa, cô mới có thể theo đuổi được cuộc sống của chính mình. Cô nói với tất cả mọi người, cô muốn bước vào luyện tập hồi phục, muốn lần nữa đua ngựa. Anh chị đều phản đối, nhưng ngoài dự định của tất cả mọi người, người cha suy nghĩ một hồi, nói với tất cả mọi người, little girl's made up her mind. There's no one here or in heaven that can make her change it. Cứ thế, cô bắt đầu luyện tập lại. Đến bác sĩ cũng phải kinh ngạc trước sự hồi phục của cô ấy. Qua 3 tháng sau, cô cuối cùng lại lần nữa lên lưng ngựa. Như qua 10 năm, cô đã tham gia 3.200 cuộc đua, có được 361 chiến thắng, trong đó có 7 lần ngã ngựa, tổng cộng ngã đến gãy 16 cái xương. Cho đến khi cô nhìn thấy chính mình, vận mệnh của cô, con ngựa tên Mike là con ngựa không an phận nhất đàn. Huấn luyện viên nói với cô, nó bị thương còn nhiều hơn cả cô. Cô nhìn vào con ngựa đó, cô cảm thấy mình hình như bị con ngựa này nhìn trúng rồi. Cô trực tiếp nhắc nhở mình, cô chính là con ngựa đó, vẫn luôn đợi người nào đó. Cô nói với huấn luyện viên muốn cưỡi nó một lần. Huấn luyện viên đồng ý. Một người một ngựa chạy bên bờ biển, họ đều từ trên người đối phương cảm nhận được tình cảm trước giờ chưa từng có. Cứ thế, cô cưỡi con ngựa Mike, một người một ngựa, ở trên đấu trường giành được rất nhiều giải quán quân. Cho đến khi đến cuộc đua giành cúp, những người từng cưỡi Mike vô cùng vui mừng. Họ trước giờ từng nghĩ Mike là một con ngựa đã già, còn có cơ hội tham gia cuộc đua giành cúp. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi, những chủ ngựa lại bắt đầu do dự, muốn khiến cho cô cưỡi Mike tham gia đua ngựa. Phải biết rằng, trong lịch sử đua cúp, chưa từng có nữ cô từng chiến thắng rất nhiều có thể thử. Nhận được tin tức, cô vô cùng giận, lập tức xông đến phòng hội nghị, lớn tiếng nói cho các anh biết, ngoài tôi ra không có ai có thể cưỡi Mike. Nếu như các anh chọn tay đua khác, vậy thì cả đời này của các người. Đây là quyết định ngu nhất. Dũng khí của cô lan đến chủ ngựa, họ đồng ý cho cô cưỡi Mike tham gia cuộc đua giành cúp. Ngày thi đấu, cô ăn mặc thanh lịch đi ra khỏi nhà, các anh chị đều đến hiện trường vì để cổ vũ cho cô. Trước lúc cuộc đua bắt đầu, cô hít sâu vào một hơi, hôn lên vòng cổ của mẹ cô, cầu nguyện với mẹ cùng chị gái bảo vệ chính mình. Sau khi âm thanh bắt đầu vang lên, cô giống như tên bắn lao về phía trước, trong những đối thủ nam kia vô cùng tách biệt. Nửa vòng cuối cùng, khoảng cách giữa các đối thủ dần dần được thu hẹp. Cô nhanh chóng nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu cô chỉ còn mảng trống rỗng. Những lời cha cô từng nói bắt đầu ùa về. Thời cơ, đúng, quan trọng nhất chính là thời cơ. Trong lúc đó, người cha đang đứng trước TV kích động hét lớn, cô hình như nghe thấy lời cha cô, nhanh chóng tăng tốc, bắt đầu phi nước đại. Cuối cùng, cô vượt qua tất cả đối thủ nam, là người đầu tiên về đích, trở thành tay đua nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành được cúp. Hình ảnh của cô được lưu vào tràn sử Pen nữ đua ngựa đầu tiên vô địch Melbourne Cup. Đây là một câu chuyện có thật. Lịch sử của Pen nói với chúng ta, dũng khí, sức mạnh cùng với sự nỗ lực
Chỉ cần có ba thứ này, con gái cũng có thể nhận được tất cả. Không thua kém gì con trai. Mình là Dâu Tây. Đây là một trong những bộ phim mình làm. Trong số 73 bộ phim, theo dõi mình sẽ đem đến cho bạn những bộ phim càng đặc sắc hơn.